một cảnh tượng rất đẹp luôn đây ạ. Và những bạn hưu sao này là sở hữu cho mình một cái khả năng rất là linh hoạt ha, là những bạn này sẽ bơi rất giỏi và nhảy rất cao đấy ạ. Và khi vào những trạng thái hoảng sợ thì những bạn hưu sao này có thể nhảy cao lên đến khoảng 1,7 mét đấy ạ. Này đúng như muốn như là mình vô đây nó nhìn mình như sao biết nào bạn nào nó nhìn mình như sao mình tại vậy rồi. Và ngoài ra thì ngay phía bên tay trái của xe đây, những bạn nào có thân hình khá là lớn con luôn á, và đây chính là những bạn nai Samba đây ạ. Và những bạn nai Samba này là loài nai lớn nhất trong họ nai ở châu Á đấy ạ. Dùng phát pin và ngoài ra thì những thức ăn riêng của các bạn động vật ăn cỏ ở đây chủ yếu là lá dừa Nam Bộ đấy ạ. Gao mới gì đã qua rồi lát hồi cái gao qua nó ăn cỏ phải tắt riêng ra chứ không ăn thịt nó lụm luôn anh. Rồi về em xin phép quý khách hãy nói là chào tạm biệt với những bạn động vật ăn cỏ hiền lành ha.